của trường Trung học phổ thông Hoàng Long. Hôm nay cô cùng các em sẽ ôn tập lại một đơn vị kiến thức thuộc chương 4 từ trường của vật lý 11. Chúng ta xác định lực từ. Trong bài giảng này, cô cùng các em sẽ xác định lực từ trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Trường hợp thứ hai, xác định lực từ tác dụng lên một điện tích đang chuyển động trong từ trường đều, hay còn gọi là lực Lorentzian. Vậy thì muốn xác định lực từ, chúng ta cần xác định những yếu tố nào? À, như các em đã biết, lực từ là một đại lượng vector. Vậy muốn xác định lực từ, chúng ta phải xác định được 4 yếu tố, đó là điểm đặt, phương, chiều và độ lớn. Sau đây, chúng ta sẽ cùng ôn tập lại lý thuyết của phần này. Thứ nhất, xác định lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Ở đây cô có một đoạn dây dẫn. Dòng điện có chiều như hình vậy, được đặt trong từ trường đều. Vậy, đoạn dây dẫn này sẽ chịu tác dụng của lực từ. Có điểm đặt tại trung điểm của dây dẫn. Trung điểm của dây dẫn. Đấy đây. Đây sẽ là điểm đặt của lực từ. Có phương vuông góc với vector IL, hay chính là chiều của dòng điện, hay vuông góc với đoạn dây và vector từ trường B. Giả sử dây dẫn này đang nằm trong mặt phẳng bạn. Từ trường đều cũng nằm trong mặt phẳng bạn hướng từ trên xuống dưới. Thì phương của lực từ sẽ phải vuông góc với mặt phẳng bạn. Vuông góc với mặt phẳng bạn. Tức là vuông góc với dây dẫn và từ trường B. Chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái. Rất nhiều bạn gặp khó khăn phần xác định chiều này, bởi vì quy tắc bàn tay trái chúng ta đã học ở lớp 9. Vậy thì ở đây cô sẽ nhắc lại cho các em về cái quy tắc bàn tay trái sử dụng để xác định lực từ. Thực chất đó là quy tắc xòe bàn tay trái. Chúng ta phải xòe bàn tay trái sao cho các đường sức từ đi vào lòng bàn tay, hay nói cách khác là vector cảm ứng từ B đâm vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của dòng điện. Đây, dòng điện đang có chiều này, cô đặt. Vậy ở đây ngón cái chõi ra 90 độ chỉ chiều của lực từ. Ngón cái của cô chõi ra 90 độ này đang hướng vào trong mặt phẳng bạc. Vậy thì chiều của lực từ đang hướng vào trong. Nếu vẽ chính xác thì mình sẽ nhìn thấy dấu nhân. Nhưng nhiều bạn sẽ khó hình dung cho nên cô sẽ vẽ theo cái hình học không gian đấy. Các em sẽ tưởng tượng nhé. Đây, vector lực từ vuông góc với dây dẫn Y và vuông góc với từ trường đều B. Vẽ chính xác là chúng ta chỉ nhìn thấy dấu nhân. Chính xác chúng ta chỉ nhìn thấy dấu nhân thôi. Còn vẽ như thế này cho các em dễ tưởng tượng. Đấy là về chiều. Độ lớn. Độ lớn của lực từ bằng B Y L nhân với sin alpha. Trong đó alpha là góc hợp bởi
chiều của từ trường hay vector cảm ứng từ B. Tất cả các đại lượng này các em đã biết. B là cảm ứng từ, đơn vị Tesla. I là cường độ dòng điện, đơn vị Ampere. L là chiều dài cái đoạn dây dẫn mà chúng ta đang xét, nhớ phải đôi đơn vị về mét. Và F là lực từ, đơn vị chung của lực Newton. Vậy thì chúng ta đã vừa nhắc lại bốn yếu tố của lực từ. Sau đây cô sẽ nhấn mạnh thêm về cái quy tắc bàn tay trái để cho các em dễ nhớ. Quy tắc bàn tay trái, nhìn hình ảnh này mình có dễ nhớ hơn nhỉ? Cái lưu ý đầu tiên là cái vector từ trường phải xuyên vào lòng bàn tay, xuyên vào lòng bàn tay. Không nhất thiết là phải vuông góc nhé, không nhất thiết là phải vuông góc, có thể chéo, nhưng miễn là sao nó xuyên vào lòng bàn tay chứ không phải vuông bàn tay, xuyên vào lòng bàn tay. Bởi vì sao? Chiều từ cổ tay đến ngón tay chính là chiều của dòng điện, chiều của dòng điện. Đây như thế này, chiều của dòng điện, đúng không? Và chiều của lực từ là hướng của ngón cái, cho nên là 90 độ. Vậy các em ghi cho cô ba cái lưu ý này vào để dễ dàng vận dụng quy tắc bàn tay trái xác định lực từ. Sau đây thì chúng ta có thể vận dụng ngay điều đó vào ví dụ 1. Xác định chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện trong các trường hợp đây. Vậy đầu tiên, trước khi xác định lực từ, chúng ta phải xác định được chiều của dòng điện như thế nào, chiều của từ trường B như thế nào. Trong cả bốn trường hợp này, cô đang xét từ trường B hướng từ trên xuống dưới. Trong trường A, dòng điện đang có chiều như nào nhỉ? À, mình nhìn thấy dấu nhân chứng tỏ đang đi từ ngoài vào trong mặt phẳng bạc. Trong câu B, chiều dòng điện đang đi, à, mình nhìn thấy dấu chấm, vậy nó đi ra, đi ra. Câu C và D thì quá rõ rồi, chiều dòng điện hướng từ phải qua trái và từ trái qua. Cô sẽ hướng dẫn các em hai trường hợp và hai trường hợp các em sẽ làm tương tự, thậm chí không cần làm cũng đoán được ra là như thế nào. Trường hợp A, xòe bàn tay trái cho vector từ trường đi vào lòng bàn tay, vector cảm ứng từ đi vào lòng bàn tay, vector cảm ứng từ đang định đi xuống, vậy chúng ta phải ngửa bàn tay trái lên. Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của dòng điện. Dòng điện trong câu A đang đi như thế nào nhỉ? À, đang đi vào. Vậy chúng ta phải xoay bàn tay trái sao cho chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều dòng điện. Khi đó chiều của từ lực từ là chiều của ngón cái. Chúng ta thấy ngón cái của cô đang đi nhỉ? Hướng từ phải qua trái. Vậy chúng ta xác định được chiều của lực từ. Chiều của lực từ trong trường hợp câu A. Câu B, từ trường vẫn thế, dòng điện đang đi ra. Vậy không cần làm chúng ta cũng biết được là chiều của lực từ đang đi từ trái qua phải. Chúng ta thử lại nhé. Xoay bàn tay trái, hứng các vector cảm ứng từ B. Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của dòng điện. Dòng điện đang đi ra, hướng ra chưa nào? Ngón cái chỉ chiều của lực từ. Vậy lực từ đang hướng từ trái qua phải. Câu C thì sao nhỉ? Dễ quá đúng không? Từ trường vẫn đi xuống, vậy chúng ta vẫn xòe tay trái ra để hướng. Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của dòng điện. Ngón cái của cô đang đi như thế nào nhỉ? Hướng từ trong ra ngoài.
Dấu nhân chứng tỏ lực từ đang đi từ ngoài vào trong mặt bằng bạn. Trong các trường hợp này, cô đang giả sử vector cả lực từ đang nằm trên mặt bằng bạn và dây dẫn cũng nằm trong mặt bằng bạn, thì chúng ta sẽ nhìn thấy dưới dạng hình học phẳng như thế này. Sang đến ví dụ 2, cũng áp dụng quy tắc bàn tay trái nhưng không phải xác định chiều của lực từ nữa, mà chúng ta xác định một đại lượng khác, đấy là chiều của dòng điện. Vẫn vận dụng như vậy thôi. Ở bài này chúng ta có các dữ kiện gì ạ? Vector từ trường hướng từ trái qua phải, các vector lực từ hướng như hình này. Cô sẽ hướng dẫn các em làm câu A và câu C, câu B và câu D các em sẽ tự làm. Chúng ta phải xòe bàn tay trái sao cho vector cảm ứng từ đi vào lòng bàn tay. Đây, vậy chúng ta phải xem thế này. Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều cường độ dòng điện, chiều của dòng điện. Ở đây có không? Không có. Mình cần xác định. Nếu ta lại cho chiều của lực từ, mà chiều của lực từ là chiều bằng cái. Như này được chưa? Được rồi. Vậy cổ tay ngón tay cô đang hướng như này nào? Chiều từ cổ tay đến ngón tay đang đi ra, chứng tỏ dòng điện đang đi ra. Mà đi ra thì chúng ta nhìn thấy gì? Nhìn thấy một dấu chấm, chính là chiều của dòng điện, xác định được trong trường hợp A. Trường hợp C, từ trường vẫn vậy, nhưng mà lực từ đang hướng ra. Vậy chúng ta xòe này, sao cho từ trường đâm vào lòng bàn tay. Lực từ đang hướng ra, vậy ngón cái phải hướng ra. Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của dòng điện. Vậy dòng điện đang đi xuống. Dòng điện đang đi xuống. Các trường hợp B và D các em sẽ tự làm nhé. Cô sẽ sang với ví dụ 3 để chúng ta nhuần nhuyễn hơn về sử dụng quy tắc bàn tay trái xác định được chiều của lực từ. Ở đây cô có một cái khung dây hình chữ nhật được đặt trong từ trường đều, có các vector cảm ứng từ đi ra. Vì sao nhỉ? Vì chúng ta nhìn thấy dấu chấm. Yêu cầu xác định chiều của lực từ. Chúng ta đã biết chiều của dòng điện chưa? Nhìn vào hình vẽ đã biết chưa nhỉ? Chưa. Nhưng chúng ta đã biết với một chiều thì dòng điện đi từ cực dương sang cực âm. Vậy chúng ta có thể xác định được chiều của dòng điện trên các cạnh của khung dây có chiều như hình này. Đến đây thì dễ dàng rồi. Giống như ví dụ 1 là sử dụng quy tắc bàn tay trái để xác định lực từ, chiều của lực từ tác dụng lên các cạnh của hình chữ nhật này. Các em lưu ý là cái cạnh AB này sẽ phân thành hai đoạn thẳng nhé. Và mình sẽ tìm lực từ cho cả hai cái đoạn này, cho từng đoạn một. Ở đây cô sẽ hướng dẫn các em tìm trên cạnh AD. Từ trường đang đi ra. Làm thế nào để nó xuyên vào lòng bàn tay? Chúng ta phải úp bàn tay trái, xòe bàn tay trái ra xong rồi úp. Thì vector cùng từ trường mới đâm vào lòng bàn tay. Vector cả bức từ đâm vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của dòng điện. Dòng điện đang đi nhỉ?
À, đang đi lên. Chiều từ cổ tay đến ngón tay. Ngón cái chọi ra 90 độ. Thể hiện chiều của lực từ. Vậy chúng ta trước khi vẽ lực từ chúng ta tìm trung điểm của đoạn dây. Của đoạn dây AD. Vẽ một vector vuông góc với dây dẫn và từ trường. Đây chính là vector lực từ. Các trường hợp trên các đoạn dây dẫn khác các em làm tương tự. Đúng nào? Chúng ta sang tới ví dụ 4. Trong ví dụ 4, dữ kiện của bài cho tam giác A, B, C đều. Đặt trong từ trường đều có vector từ trường song song với mặt phẳng khung dây. Cô giả sử mặt phẳng khung dây nằm trong mặt phẳng bạc thì từ trường sẽ song song. Từ trường đều sẽ có hướng song song. Và hướng từ và vuông góc của BC. Vuông góc của BC. Ở đây hơi thiếu một chút dữ kiện là hướng từ dưới lên. Em nhìn vào hình nhá. Hướng từ dưới lên. Vuông góc của BC. Trong các dữ kiện yêu cầu xác định lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây. Vậy thì xác định lực từ chúng ta phải xác định cả 4 yếu tố, cả điểm đặt, phương chiều và độ lớn. Nếu như một bài tập luận thì các em phải trình bày hết ra. Còn ở đây cô sẽ hướng dẫn các em tìm phương chiều trên hình vẽ luôn. Với cạnh AB, cường độ dòng điện có chiều như hình vẽ. Được chưa nào? Từ trường đang hướng lên. Vậy chúng ta phải xoay bàn tay trái làm sao cho từ trường đâm vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của dòng điện. Dòng điện đang đi xuống. Từ trường đâm vào lòng bàn tay chưa? Chiều của ngón cái đi vào. Vậy tại trung điểm của dây dẫn chúng ta nhìn thấy một dấu gì nhỉ? Dấu nhân, chứng tỏ có một cái vector đang đi vào. Đây. Đây chúng ta nhìn thấy đây là lực từ tác dụng lên cạnh AB. Tương tự trên cạnh AC và BC cũng thế. Úp bàn tay xuống cho từ trường đâm vào lòng bàn tay này. Chiều dòng điện này và chiều ngón cái ở trên cạnh AC cũng đang đi vào. Vậy chúng ta nhìn thấy lực từ tác dụng lên cạnh AC có chiều hướng như hình này. Cạnh BC chúng ta lại sử dụng cái tác bàn tay trái tiếp. Đúng không? Tại trung điểm cạnh BC chúng ta vẽ được vector lực từ đang hướng đi ra. Hướng ra. Vậy là chúng ta vừa xác định xong về điểm đặt, phương chiều của lực từ. Tiếp theo là độ lớn. Chúng ta có lực từ, độ lớn của lực từ công thức F bằng B I L nhân với sin của góc alpha. B cho chưa nhỉ? Từ trường có độ cảm ứng từ bằng 2 Tesla. Cường độ dòng điện I bằng 2 A. Chiều dài của từng đoạn dây dẫn AB, BC và CA đã cho bằng 5 cm. Lưu ý phải đổi ra mét. Bằng bao nhiêu nhỉ? 0,05 m. Cái quan trọng là chúng ta đi xác định góc sin góc alpha là góc hợp với chiều của dòng điện
và chiều của vector cả một từ đi. Vậy chúng ta xác định cho cô alpha trong các trường hợp này. Lực từ tác dụng lên cạnh AB. BI chiều dài đoạn AB chính là AB. Sin của 180 độ ở đâu có đây? À, các em cùng nhìn hình vẽ cô đã vẽ trước. Tam giác ABC đều, vậy các góc bằng 60 độ. Tam giác này vuông, góc này bằng 60, thì cái góc B1 này bằng 30. Góc này bằng cũng bằng 30. Do gì ạ? Đối định 30 nhé. Vậy thì góc hợp bởi từ trường B và chiều dòng điện là cái góc này bằng 150 độ. 180 trừ 30 bằng 150. Thực chất nếu tính sin thì chúng ta có thể lấy luôn được cái góc B2 này. Bởi vì sao nhỉ? Sin bù. Sin của 30 cũng bằng sin của 150. Thay số vào chúng ta có thể tính được. Nó bằng 0,1 Newton. Các bạn đã thay số được chưa? Các em đã thay số được chưa nhỉ? B bằng 2, Y bằng 2, AB bằng 0,05 và sin của 150. Và máy tính đang bằng 0,1 Newton. Tương tự chúng ta có thể tính được độ lớn của lực từ tác dụng bên cạnh AC. Tại sao lại là sin 30? Giống y hệt bên này. 60, 30. Vậy đây là 30 độ. Là góc hợp bởi chiều dòng điện và chiều của cảm ứng từ B. Chúng ta cũng tính được bằng 0,1 vì sin bù mà, đúng không? Còn cạnh còn lại BC thì sao nhỉ? Góc bằng bao nhiêu? Chúng ta xác định được chưa? Vector từ trường vuông góc với BC, vậy alpha bằng 90 độ. Đi lên này.